Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu với các bác một siêu phẩm xe địa hình Mosso, thương hiệu Mosso 2620TP. Một dòng xe mà nói là siêu phẩm nhưng mà cái mức giá của nó rất là rẻ, chỉ có là 9.200.000 em đang bán tại cửa hàng. Và xe nó được sử dụng một bộ group của Shimano DOG, đủ phụ kiện 8 món là từ đè chuyển số, đùi đạp, trục rỗng, rồi bộ phanh dầu full hết là Shimano DOG. Cặp phanh của Mavic thương hiệu Pháp và khung xe là nhôm 7005, một loại nhôm siêu nhẹ và rất là bền. Thương hiệu Mosso cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm rồi, thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Mà đồ 2620TP sử dụng công nghệ nhôm alu 07005 đây, một loại nhôm siêu nhẹ và có cái độ bền nó rất là tốt. Gần như nó là cái dòng nhôm ngon nhất trong về xe thể thao rồi. Thuộc tính những cái hãng mà nó có nhôm dòng nhôm riêng thì 7005 nó là ngon nhất rồi trong dòng xe thể thao rồi. Thương hiệu rất là quen thuộc, thương hiệu Mosso, thương hiệu của Đài Loan và được xuất đi các nước châu Âu, nổi tiếng trên toàn thế giới luôn. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể biết được cái thương hiệu này, Made in Taiwan này. Mức giá đang bán đây 9.200.000 mà đổi lại thì đây được full hết một bộ set group của DOG. Dòng DOG nó là cái phân khúc gọi là cao cấp của dòng Shimano ở địa hình không? Từ bộ đè này, đùi đĩa trục rỗng, bánh Lovatec bi vòng khối lỗ, phanh dầu DOG, vành Mavic, vành Mavic thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp này. Made in Taiwan luôn. Vành Made in Taiwan luôn. Lốp 26 inch, bản lốp nhỏ để giúp cho các bác mà khi di chuyển trên đường nhựa, đường thành phố bình thường nó cũng rất là nhẹ. Sau này các bác có thể thay vào đây cái loại lốp 26 nhưng mà bản to hơn thì đi địa hình nó sẽ tốt hơn. Xe rất là đẹp, xe Mosso là siêu phẩm địa hình nhưng mà giá lại rẻ, giá rất là rẻ, chỉ là 9.200.000 mà đổi lại những cái option nó cực kỳ là tốt, đủ những thứ gọi là cần để cho một người chơi xe đạp cơ bản, không cần phải nâng cấp đồ, chơi này nó cũng rất là đẳng cấp. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phò cho bác đi từ khoảng 1m62, 63 đến 72, 73 thì phù hợp. Bị bộ chuyển động DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa có 30 tốc độ khác nhau, chuyển động rất mượt mà. Set DOG thì đó, như các bác chơi xe thì cũng biết là nó là cái phân khúc cận cao cấp nên là sử dụng các thứ rất là mượt mà. Còn với em đánh giá nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Mosso 2620TP, một dòng xe đạp
giá rẻ cấu hình cao, đang bán tại cửa hàng chỉ có là 9.200.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.